Uầy, 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 uầy. Nhìn to chưa? Tớ đã nhìn. Cậu nhìn thấy con gì chưa? Ôi, tớ đã nhìn thấy con kiến. Bình thường á, con kiến nó bé tí tí. Thế mà lần này nó to lắm cậu ơi. Cái ống nhòm này của tớ là ống nhòm phóng đại ấy, siêu to khổng lồ đấy cậu ơi. Sao nó biến ra cái hình gì ấy? Đặc sắc lắm. Ở đây, đến lượt tớ. Ui, tớ đang nhìn thấy một đàn khủng long á, nó đang di cư hay sao kìa nhím ơi. Khủng long á. Làm sao mà nhìn thấy khủng long được? Ui, thế mà tớ nhìn thấy đây này, sao cậu kém thế? Tớ nhìn một phát đã thấy một bầy khủng long rồi này. Ui, có cả khủng long ăn cỏ nhá, khủng long bạo chúa nhá, khủng long bát sừng. Đưa đưa đây, tớ đến lượt tớ xem nào. Đâu khủng long đâu? Ô, tớ không nhìn thấy khủng long, mà tớ đang nhìn thấy một con bò nó đang nhảy nhảy kia. Oh no! Ấy, cái ống nhòm này của tớ hay nhỉ? Gì thế? Ôi, tớ nhìn thấy ai ấy? Yahoo! Hình như là em Cam, em Cam đang đi học về, cậu ơi. Này Cam ơi, Cam ơi. Mấy gì? Học về à? Ui giời ơi, cái gì á? Đây á là cái ống nhòm đấy. Ống nhòm này á, nhìn xuyên qua đây, xong nó sẽ đi qua đây. Thế này nó nhìn ra xa ơi là xa nha, xong nó nhìn thấy nhiều, hơi bị nhiều thứ linh tinh, thử không? Đây cho em thử xem. Có nhìn thấy cái gì không? Em đang nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy con chim. À, một con chim à? Cô đã cho em món bảo bối đấy. Cho em một món bảo bối á? Đâu? Bảo bối ở đâu? Để chị thử mở ra nhá. Bảo bối gì? Cô giáo lại cho được bảo bối gì? Cái gì đấy? Wow! Cái gì nhím ơi? À, cái này là cái chảo nấu ăn à? Không phải. Nhìn này, nó còn phóng đại cái con sò này ra to hơn này. Liệu khi nào nó giống như cái ống nhòm này của tớ không nhỉ? Cậu thử mở ra xem bên trong nó là cái gì nào. Wow! Ui, sao cái mặt to thế? Thế? Ô, đây là cái kính phóng đại à? Ui, cái mặt cậu ấy trông nó to cực ấy. Chị nhìn thấy mặt em càng to khổng lồ hơn đây này. Cái này nhìn. Đấy. Có phải trông càng ngày nó càng to ra không cậu? Ừ. Nó có mặt cậu ra to gấp mấy lần ý. Ồ. Oh no. Ồ, em Cam nói là giúp cụ tìm bảo bối đấy. Tìm bảo bối á? À, thế cái này nó tìm được vàng à? Tìm được kho báu à? À, tớ biết rồi cậu ơi. À, bình thường ấy. Soi đúng không? Soi ấy thì là nó sẽ to lên, nó rõ lên. Chứ là mình sẽ tìm được những cái đồ linh tinh thôi. Cô giáo em Cam hôm nay lại phát cho em Cam món đồ hay ho nhỉ? Mình thử dùng cái món bảo bối này, đi tìm xem có tìm được gì không đi cô ơi. Ờ, mình thử đi xung quanh đây, xem sao nào, biết đâu lại tìm được cái gì hay ho nhỉ Cam nhỉ? Em Cam có đi cùng bọn chị không? Làm gì đấy, Cam? Oh no! À, tại vì em không đi dép. Đúng rồi, phải đi dép này này. Không là con run nó bò vào chân đấy. Những nó anh nó này này, chúng ta đi dép này. Đúng rồi, đi vào đi. Đi, mình đi xung quanh tìm xem có gì không đi. Đi, 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 em Cam ơi. Đâu cậu tìm đi xem xung quanh đi, nó có cái gì không nào? Cái gì? Ấy to chưa này? Wow. Ủa, nó sao nào? Wow. Đúng không? Đây này, đây này. Cái này màu xanh cùng với màu cây luôn. Cho nó nên nhìn là được này. Ừ. Cái kính này hay nhỉ? Phát hiện ra được một cái này là cái xe gì ấy nhím ơi? Đây á, đây là xe lăn. À, xe lu. Xe lu á? Ừ, xe này là xe chuyên lu đường đấy. Xe lu mà sao lại có gai ở đây nhỉ? Nó có gai để cho nó ấn đất xuống ấy, xong rồi để cho nó chắc hơn ấy. À thế? Thế thì cái này nó tìm được thật đấy. Đấy, thằng lạ vừa đấy, lúc nhìn từ xa đã nhìn thấy luôn nhá. Cậu nhìn thấy bông hoa đấy. Bông hoa to đùng luôn này. Bông hoa bình thường bé tí nhá. Nhưng nhìn qua kính này bông hoa to đùng luôn. Ấy, em Cam nhìn thấy không? Ô, em Cam không được nhìn sát mắt như thế. Sát mắt thế thì làm sao mà nhìn được? Bây giờ để tớ thử xem là ơi. Đấy, mình nhìn mình đi này thế này nhá, là mình nhìn thấy tự nhiên có cái gì nó to đùng lên là mình phát hiện ra luôn cậu ơi. Có cái gì này cậu ơi? Wow! Có cái gì to chưa? Ôi, đâu có gì em Cam ơi. À, ở dưới này có cái này. Lấy được không em Cam? Wow! Con này nó có một cái gì vậy của em Cam ấy. Có cái gì đấy? Ôi giời ơi. Cái này xem nào. Cái này con vịt. Nhưng đây là phần đuôi mà đây lại phần đầu, nhìn đầu nó lại ngoảnh cái đuôi à. À. Mà con vịt này là bánh xe cậu ơi. Nó phải như thế này này. Ui, nó chạy được kìa. À, hóa ra đây là một con vịt trẻ. Thế như cái này là cứ ấn xuống là nó chạy được đấy em Cam ạ. Em Cam phải ấn mạnh xuống cơ. Đấy, ấn mạnh xuống như này này. À, ui. Con này. Đấy, đúng rồi, ấn mạnh xuống. Thả lại ra. À. Cái này dễ chơi nhỉ cậu ơi. Em cũng chơi được cơ mà. Thì em đã rồi. Ôi giáo ơi, mới tìm được hai món đồ mà em Cam đã
đói rồi. Đây, chị có cái món đồ này, không biết em Cam có thích không? Cậu lại có cái gì đấy, giấu giấu đấy à? Ôi, thế mà từ nãy đến giờ chơi không cho tớ. Ui, kẹo gì đấy? Sao nó lại bị lấy lệch thế này? Cam ơi, cho anh một miếng. Oh no. Ôi, đúng là cái đầu ăn độc. Anh vừa mới xin một cái mà đã bỏ ngay vào mồm được rồi. Eo ơi các bạn ơi, em Cam mà có mỗi cái kẹo đấy nó còn có hai viên cho anh, một viên thì không cho. Công anh vừa đấy anh dẫn đi tìm đồ đấy. Đã thế thôi anh đi tìm một mình nhá, anh không cho em đi tìm nữa đâu nhá. Đã thế anh đi tìm mình. Ôi, ông Hà này to chưa? Thế, đây là một bé tí này các bạn ơi. Đấy. Đấy. Đây không nào. Ủa? Cái gì kìa các bạn ơi? Các bạn nhìn thấy có nhìn thấy không? Cái gì mà mờ ấy nhỉ? Nhìn này Trang ơi Trang ơi. Đây. Oh no. Nhìn như là cái loa ấy. Nhìn này, nó màu giống như màu áo của tớ luôn này. Ồ, đây là cái còi à? Để tớ thử thổi nhá. Ui. Cái này vẫn còn dùng được này. Ui, nhưng mà Trang ơi, lần sau ấy cậu đừng ấy như thế này. Đồ nhặt được ở ngoài đường mà cậu cho vào thổi như thế mất vệ sinh lắm. Con kiến rồi là cái con vi trùng nó bò trên cái này. Ôi nha, tớ quay mất đấy. Để tớ thử xoay xem là có con gì ở trên đây không nào. Ui dồi ôi, bao nhiêu vi khuẩn kìa các bạn ơi. Ui, thế mà tớ lại đưa lên mồm tớ thổi. Đấy, sợ thật đấy. Cái này nếu mà mình không may mắn gặp những cái con vi khuẩn mà nó gây hại là nó gây đau bụng cho mình đấy. Lần sau nhặt được là đừng có đưa lên mồm như thế, nhớ chưa? Ừ, lần sau tớ không như thế nữa đâu. Ui, ở đây nhiều hoa màu vàng đẹp nhờ cậu nhỉ. Ủa, cậu nhìn thấy có cái gì đây này? Ờ, cậu nhìn thấy có cái gì màu vàng dưới cái ở dưới bụi cây này cậu ơi. Ui, thế thì để thử bới ra xem nào. Đâu, để tớ thử bới nhá. Bên trong này là món đồ gì nhá cậu nhá? Ở trong cái bụi cây đấy. Nhìn màu vàng vàng ấy các bạn ơi. Oh no. Wow. Cứ như là con thuyền ấy cậu ơi. Nhưng mà con thuyền gì mà này? Tại sao lại có bánh xe nhỉ? Thuyền này là thuyền đi trên cạn à? Ừ. Sao mà nó còn có như kiểu là cái cần cẩu đấy. Ơ, chặn đứt đôi rồi. Con thuyền này là thuyền lắp ghép cậu ơi. Nhìn này, nó có thể tháo ra được 3 phần được cậu ơi. Và lắp lại thành một con thuyền như này. Đấy. Đây là thuyền robot à? Hình như thế cậu ơi, còn có ảnh chỗ ngồi lái đây này. Ui, thế thì mình thử tìm tiếp xem ở xung quanh đây no. Còn có cái gì hay ho nữa không nhỉ? Vừa đấy nó ở cái bụi này. Có không? Không thấy cậu ơi. Ui, ấy. Cũng có một cái gì màu vàng ở dưới cái bụi này này cậu ơi. Wow, đợi, đúng rồi, đây này có cái gì màu vàng mờ mờ đây này. Đây này, thế mình thấy nó ở trong chỗ này này cậu ơi. Wow. Ui, em Cam cứ tranh nhanh chạy vào đây làm gì, có nhìn thấy gì không? Món đồ gì mà em Cam ơi, nhưng mà em Cam thò chân vào đây, nhỡ mày là có cái con gì nó nhảy ra cắn em Cam đấy. Kiến lo đây. Đúng rồi, phải đứng bên ngoài đi để chị lấy cho. Đây là một cái máy bay à? Sao? Máy bay này cũng tháo được ra à? Cũng tháo ra được là 3 phần này các cậu ơi. Tớ lại cứ tưởng là cái máy bay này nó đang bay, thế là nó bị rơi xuống cái bụi cỏ này cơ. Thì ra đây là cũng là máy bay trực thăng lắp ghép cậu ơi. Chứng tỏ là xung quanh đây có nhiều đồ lắm đây này. Cậu ơi, có con gì đây? Con gì này? Wow. Con gì thế? Đây này cậu. Cậu nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi đấy, to lắm, rõ lắm các cậu ơi. Đây là một con châu chấu nhá. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, con châu chấu này. Đấy chưa, nhìn nó đang bò trên tay tớ này. Nó nhảy mất rồi. Cậu chả để ý là nó nhảy rồi. Thôi, mình tìm con khác vậy. Có thấy gì không nhỉ? Có gì này cậu ơi? Ui, tớ nhìn thấy rõ lắm thôi. Ở dưới đây này. Cái gì đấy Cam? Cái này nhìn như cái chân kia cậu ơi. Vẫn còn kìa. Đây này. Ăn hết đi đã. Nhìn em Cam mà cái này cũng lắp được này. Đây nữa này. Oh no. Wow. Một bạn siêu nhân lắp ghép robot các bạn ơi. Đấy các cậu nhìn thế này có rõ không? Một con siêu nhân luôn. Thế thì xem nào, còn cái mảnh ghép nào nữa không nhỉ? Wow. Cái gì này? Các cậu có nhìn thấy hai chiếc xe bồn này các cậu ơi. Một xe trộn bê tông và một xe chở vật liệu xây dựng. Ui, mình tìm được nhiều đồ quá rồi. Thử mang ra đây xem nó có lắp được thành cái gì không đi. Đi. Đây này, cái này vừa lấy tớ bảo. Đấy, nó là một cái... Làm sao đấy? Nó là một cái cần cẩu đấy cậu ơi, đấy, có cái móc cẩu đấy. Hóa ra là thế. Này, cái này tớ trông giống cái này. Đúng đấy. Hóa ra đây là phần chân của robot này. Cam để đấy để cho anh nhím, anh lắp ghép cho nó. Con robot này trông như nào? Wow, nhìn này. Oh no. Tớ chả nhìn thấy cái tay nó ở đâu cậu ơi. Cái tay nó đằng sau này. Đây, đằng sau nó có một cái này. Cái cục lắp ghép đây.
Ừ. À, hóa ra nó có một cái phần nối. Thế đó. À, nối được đây. Oh no. Đây, thế thì tớ phải xoay cái này vào. Wow. Hóa ra là chiếc trực thăng là cánh tay của con robot này. Còn cái thuyền cũng là một cái tay này. Đấy. Thế sau này cái tay này sẽ dùng để móc móc cẩu đây này. Đấy. Cậu nhìn thấy chưa? Đưa tay đưa vào luôn đấy. Hóa ra là thế. Đây. Một con robot luôn. Bình thường á là nó thành hình một cái xe này. Ờ, nó ngụy trang là nó rồi. Sẽ đóng lắp lại như này. Các cậu ơi, không phát hiện ra đây là một con robot đâu. Ui, cái kính lúp này của em Cam cô giáo phát cho quá là lỗi hại luôn. No. Đúng rồi, chúng mình đi tìm được một cái con robot siêu xịn sò lắp ghép này. Các bạn ơi, trông đẹp chưa? Có bạn nào có con robot đẹp như này không? Ui, cái kính lúp này á, hơi bị lợi hại đấy. Thế thì mai bọn mình lại tiếp tục mang cái kính lúp này ra đây tìm đồ tiếp đi. Ừ. Và bây giờ là sắp tối rồi, bọn mình đi về thôi. Đúng rồi, đi về thôi. Thế em Cam đã phải đi về chưa? Có. À có à, thế thì chúng mình đi về thôi.